Kênh LTK Bonsai mến chào quý cô chú và anh chị đã xem kênh. Hôm nay kênh trở lại địa chỉ của chị Thúy Ngọc ở ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để review giao lưu với cô chú anh chị một số kiểng bonsai ha quý cô chú anh chị. Size đại có, size mini có ha, nhiều loại ha, để mình thỏa thích đam mê ha. Thì số điện thoại thì có ở phần miêu tả như tiêu đề nghe quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị yêu thích cây nào thì liên hệ trực tiếp với chị ha. Rồi mình gặp chị Ngọc để giao lưu chi tiết với chị ha. Rồi chào chị Ngọc ơi. Nhà vườn Thúy Ngọc mến chào toàn thể cô chú xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay nhà vườn em có một số cây bonsai, một số cây thành phẩm như Da Nhật, Linh Sam, Nguyệt Quế, Bông Trang gửi đến giao lưu đến cô chú anh chị. Hiện tại em đã ở ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0938 323 449 ạ. Và cây số 1 của em hôm nay là cây Da Nhật nha cô chú anh chị. Cây này rất là già cây rồi nha cô chú anh chị. Phơm của nó, tàn phơm của nó rất là đẹp ạ. Dạ. Chiều cao là 61 nha cô chú anh chị. Tổng tàn của nó là 59. Cây này là cây ghim chưa cấy ghép nha cô chú anh chị. Rất là già cây rồi cô chú anh chị ơi, cái phơm của nó rất là đẹp. Kính hết hả chị? Dạ. Kính hết ha. Dạ. Em đo ở vị trí trên đây là được 20 nha cô chú anh chị. Tổng ở dưới đây là được 44. Đường kính bầu là 36. Mà mã số hôm nay là mã số B nha cô chú anh chị. B1 em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 5,3 triệu ship chậu nha cô chú anh chị. Bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hôm nay em về được một cặp ergo nha cô chú anh chị. B2 ergo tàn đổ. Cây này đang ra bông luôn nha cô chú anh chị. Cái này là em đang bán chạy lắm này cô chú anh chị ơi, chuộng. Ôi da. Chiều đổ của nó là được 30 nha cô chú anh chị. Và cái hoành thân của nó là cỡ ngón tay cái của em nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 20. Và mã B2 này em ship lưu chậu là 1,2 triệu nha cô chú anh chị. Bông màu trắng. Cây này đang ra cho bông rất là nhiều đó cô chú anh chị, nụ còn rất là nhiều nữa nè. B3 cũng là ergo. Cô chú anh chị nào á, chốt một cặp em bớt sát giá nha cô chú anh chị. Chiều cao là 13. Tổng tàn em đo như vậy là được 19 nha cô chú anh chị. Hoành thân của nó cũng cỡ ngón tay cái của em, có bộ đế nơm. B3 em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 1,1 triệu ship chậu. Cô chú anh chị nào mà mua một cặp em bớt sát giá nha cô chú anh chị. Và bên em trên 2 triệu là cô chú anh chị gửi cọc cho em vài tranh nha cô chú anh chị, em mới gửi cây cho cô chú anh chị ạ. B4 là trăng vàng. Hôm nay em về được 3 cây bông trang nha cô chú anh chị. Chiều cao là 31. Tổng tàn em đo như vậy là được 32. Cây đã thần chậu rồi nha cô chú anh chị ơi. Ra đi con. Và em đo tại vị trí này là được 17 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 25. B4 em ship tới nơi cho cô chú anh chị là 650. Chậu này chậu mũ em ship luôn nha cô chú anh chị. Bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Số điện thoại của em là 0938 323 449 cũng là kết bạn, cũng là số để kết bạn Zalo với em nha cô chú anh chị. B5 cũng là trăng vàng luôn ạ. Chiều cao là 33. Và tổng tàn em đo như vậy là được 32. Em đo ở tại vị trí này là được 16 à. Đường kính bầu là 25. B5 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 650. Chậu này chậu mũ em ship luôn nha cô chú anh chị. B6 là một cây trang đỏ. Chiều cao là 61. Tổng tàn em đo như gì là được 38 à. Rất là già cây nha cô chú anh chị. Em đo ở cái phần đế nơm này là được 19 nha cô chú anh chị. Còn cái thăng ở trên đây là cỡ ngón tay cái của em á. B6 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,4 triệu ship chậu nha cô chú anh chị. Cây rất là có duyên và đẹp nha cô chú anh chị ơi. Mỗi cây mỗi dáng, mỗi cây đẹp kiểu cách khác nhau nha cô chú anh chị. Hôm nay em về được mấy cây Linh Sam song hình. B7 đế điều 4 mặt nha cô chú anh chị. Cây này đã được sắp đế từ nhỏ nha cô chú anh chị. Chiều cao là 43. Tổng tàn em đo như gì là được 46 à. Mượn tiện lấy đồ Tư ơi. Tư mượn tiện lấy đồ. Em đo tại vị trí này được 22. Đường kính bầu là 34 nha cô chú anh chị. B7 này em xin phép giao lưu tới anh chị là 1,4 triệu gút chậu nha cô chú anh chị. Bông nó màu tím rất là đẹp ạ. Gút chậu anh nha cô chú anh chị. Dạ. B8 cũng là Linh Sam song hình luôn nha cô chú anh chị. Cây này đang cho bông. Chiều cao là 31. Và tổng tàn em đo như gì là được 49 nha cô chú anh chị. Chắc là già cây rồi nha cô chú anh chị, đã ấm tàn rồi. Em về cái lô Linh Sam hôm nay là được sắp đế từ nhỏ nha cô chú anh chị. Bộ đế nó như là 24 giờ. Và em đo tại vị trí này là 21. Đường kính bầu là 35. Mà B8 này em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 1,3 triệu gút chậu ạ. Bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Hiện tại em đang ở ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại các bạn Zalo với em là 0938323449 ạ. Linh Sam này có bông màu tím rất là đẹp nha cô chú anh chị. B9 cũng là Linh Sam luôn. Bị đòn. Chiều cao em đo như vậy được 43 nha cô chú anh chị. Tổng tàn em đo như gì được 52. Rất là già cây rồi cô chú anh chị ơi. Và em đo ở tại vị trí này là được 14 ạ. Đường kính bầu là 37. Và B9 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,350 triệu gút chậu. Đế điều 4 mặt nha cô chú anh chị. Cây đã thừng chậu rồi, tại em gắt một lớp sơ dừa cho quay clip cho cây nó đẹp nha cô chú anh chị. Và khi Linh Sam này ship đi á, lá nó hơi vàng. Cô chú anh chị về để trong mát và tưới nước 2-3 ngày là cây nó tỉnh nha cô chú anh chị. Rồi hãy đem 2 ngày hãy đem ra nắng giùm em. B10 cũng là Linh Sam song hình luôn ạ. À. Đế điều 4 mặt cây rất là già rồi nha cô chú anh chị. Chiều cao là 37 ạ. À. Tổng tàn em đo như gì là được 48. Chi cành đồ ấm hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Cốt cành đồ cũng to. Và em đo ở tại vị trí này là được 20 ạ. À. Đường kính bầu là 36. Quà BM ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,4 triệu gút chậu. Cô chú anh chị nào mua một cặp em bớt sát giá nha cô chú anh chị. B11 Linh Sam, cây này là siêu bông nha cô chú anh chị. Chiều cao em đo được là 42. Tổng tàn em đo như vậy là được 58. Dạ cây hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Cây ở ngoài rất là đẹp. Và em đo ở tại vị trí này, em đo ở tại vị trí này là được 23. Đường kính bầu là 33. B11 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 850 khúc chậu, bao sóng bao ship toàn quốc. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Cho em đổi cây đi bạn ơi. B12 là một cây ổi nha cô chú anh chị. Hôm nay em về được 2 cây ổi. Chiều cao là 49 nè. Tổng tàn em đo như gì là được 55. Ổi gì chị? Ổi này ổi tai ruột trắng nha cô. Cái hoành thăng của nó cỡ ngón tay cái của em nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 27. B12 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 800. Chậu không? Rút chậu nha cô chú anh chị. Cái chậu này nó bị bể bên đây à. Không chậu. B13 là cây ổi ta ruột trắng luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 51. Tổng tàn em đo như vậy là được 64. Và cái ổi này nó đã cho trái rồi nha cô chú anh chị. Đây. Em đo cái hoành nó tại vị trí này là được 14. Đường kính bầu là 27. Quà mã B13 em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 1,2 triệu. Cây này không giao lưu chậu nha cô chú anh chị. Hôm nay em về được mấy cây Nguyệt Quế. B14. Cây này rất là già rồi nha cô chú anh chị. Cái này là Nguyệt Quế lá sắn bông chùm. Chiều cao là 36. Ôi dạ, tổng tàn em đo như gì là được 48. Cây này rất là già rồi nha cô chú anh chị. Em đo ở tại vị trí này là được 23. Và đường kính bầu là 34. B14 ship tới nơi cho cô chú anh chị 1,8 triệu gút chậu. Bông Nguyệt Quế màu trắng rất là thơm nha cô chú anh chị. Ok. B15 cũng là Nguyệt Quế luôn nha cô chú anh chị. Nguyệt Quế lá sắn bông chùm. Cây này đang cho bông rất là nhiều nha cô chú anh chị. Chiều cao, dạ, chiều cao em đo được như vậy là được 48. Tổng tàn em đo như vậy là được 77 nha. Đây. Bông rất là nhiều nha cô chú anh chị. Em đo ở tại vị trí này là được hơn 17. Đường kính bầu là 44. B15 em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 1,6 triệu gút chậu. B15. B16. B16 cũng là Nguyệt Quế luôn nha cô chú anh chị. Cây này rất là già cây. Xích qua một cái nữa, kéo qua cái chú ba một cái nữa. Cây này giờ ở ngoài rất là đẹp, rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Cây này nó cho bông một đợt rồi, giờ đang cho lá non. Khi có bông nó già rồi nó cho trái nha cô chú anh chị. Nhiệt quế lá sắn bông chùm. Chiều cao em đo như vậy là được 84. Tổng tàn em đo như vậy được 86 à. Em đo tại vị trí này là được 21 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 53. B16 em ship tới nơi cho cô chú anh chị là 2,8 triệu gốc chậu. Bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Số điện thoại để kết bạn Zalo với em là 0938323449. B17 cũng là nhiệt quế lá sắn bông chùm. Bông ra bông rất là thơm. Dạ cái này lùng lực. Chiều cao là 32. Tổng tàn em đo như vậy là được 47. Cái cây này nó có hai cái mặt cắt nha cô chú anh chị, nhưng mà em đã lỡ chát keo xử lý rồi nha. Đây, đây. Ở đây nữa nè. Rồi. Em đo tại vị trí này là hơn 29. Đường kính bầu là 42. B17 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 3,000.000 không chậu nha cô chú anh chị. Bên em á, đơn trên 2,000.000 là cho em xin cọc vài trăm nha cô chú anh chị. Chuyển khoản cho em. Trời nó thơm, bông nó thơm. B18 cũng là nhiệt quế luôn nha cô chú anh chị. Cây rất là già cây rồi cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 32. Cây này lùng lực nha cô chú anh chị. Tổng tàn em đo như vậy được 46. Rất là già cây rồi cô chú anh chị ơi. Em đo ở tại vị trí này. Em đo ở tại vị trí này là được 30. Và đường kính bầu là 32. B18 này em ship tới nơi cho cô chú anh chị là 3,5 triệu gốc chậu nha cô chú anh chị. Cái chậu này xi măng nó bánh là bị nứt hết bên. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Hôm nay em về được mấy cây mai chiến thủy nu gò công nha cô chú anh chị. Và cây hết trơn cô chú anh chị ơi. B19. Chiều cao là được 18. Tổng tàn em đo như vậy được 34. Chia tàn đồ ấm hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Lùng lực. Em đo tại vị trí này là được 20. Đường kính bầu là 34. Cây đã thừng chậu rồi nha cô chú anh chị. Đây. Và B19 em ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,5 triệu gốc chậu à. Cây đã thừng chậu rồi nên ship đi cho cô chú anh chị là không có mất sức nhiều. Em ủ một lớp sơ dừa, em tưới xịt dưỡng lên ra tới ngoài cô chú anh chị là nó chỉ hơi vàng lá chút xíu. Cô chú anh chị mình chịu khó để trong mát 2 ngày rồi đem ra nắng giúp em. Trời kinh mình luôn hả? Chú ba đâu chú ba? B20 mai chứng thủy nu gò công. Chiều cao em đo như gì được 28. Và tổng tàn em đo như gì là được 38 nha cô chú anh chị. Chi cành đồ ấm hết trơn rồi cô chú anh chị ơi. Cây nó già hết trơn rồi nó. Và em đo tại vị trí này là được 20. Đường kính bầu là 34. B20 em ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,3 triệu gốc chậu nha cô chú anh chị. B21 cũng là mai chiến thủy nua gò công. Chiều cao là được 25 và tổng tàn em đo như vậy là được 38. Cái này em chưa có thay thác phần đế nha cô chú anh chị. Vậy cô chú anh chị mình đã vô cái chậu đẹp và thay thác phần đế giúp em. Và em đo tại vị trí này là hơn 18. Đường kính bầu là 30 và B21 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,2 triệu gốc chậu. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Ây da, đâu mất tiếng của chàng trời. B22. Chiều cao là 27. Tổng tàn em đo như gì là được 36. Cốt cành đồ to hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Già cây hết trơn rồi. Và em đo tại vị trí này là được hơn 17 nha. Đường kính bầu là 32. B22 em ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,1 triệu gốc chậu, bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. B23. Chiều cao là được 32. Tổng tàn em đo như vậy là được 50 ạ. Dạ cây hết trơn rồi nha cô chú anh chị, mỗi cây có nét đẹp riêng. Và em đo tại vị trí này là được 19 ạ. Đường kính bầu là 32, B23 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,3 triệu gốc chậu. Cốt cạnh nó rất là to rồi nha cô chú anh chị. Hôm nay em về được hai cây khế chua nha cô chú anh chị. B22, B24. Chiều cao em đo như gì là 101. Tổng tàn em đo như gì qua là được 80. Ở đây nó có một mặt cắt nha cô chú anh chị, vết lũa đã xử lý rồi ạ. Em đo ở tại vị trí này được 48. Đường kính bầu là 62. B24 em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 2,5 triệu gốc chậu ạ. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Hiện tại em đang ở ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại kết bạn Zalo với em là 0938323449 ạ. B26 cũng là một cây khế chua. B25. Xin lỗi nha cô chú anh chị, B25. Tổng chiều cao của cây là được 78. Em đo như vậy là được 79 ạ. Rất là già cây rồi nha cô chú anh chị. Dạ ở đây nó có một cái mặt cắt em đã xử lý rồi nha cô chú anh chị. Ở đây ở đây như bên đây cũng có một cái mặt cắt mà em đã bôi keo chát keo rồi. Em đó tại vị trí này là được 47 ạ. Đường kính bầu là 61. Và B25 này em ship tới nơi cho cô chú anh chị 6,0 triệu gốc chậu nha cô chú anh chị. Chậu này chậu xi măng. cô chú anh chị nào có chốt được cây nào muốn xem thêm ảnh và chi tiết, cái kết bạn Zalo với em gửi hình qua cho. Số điện thoại kết bạn Zalo với em là 0938323449 ạ. Hôm nay em về được mai chiến thủy lá chung lá lớn hả? Mai chiến thủy lá lớn nha cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao là được 56. Tổng tàn em đo như vậy là được 52. Cái này là cụm gừng mai chiến thủy nha cô chú anh chị, B26. Nó có 5 thân nguyên liền bệ nha cô chú anh chị. Em đo tổng hết 5 cái thân là được 72. B26 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 3,6 triệu bút chậu. Cây đã già hết trơn rồi nha cô chú anh chị, già cây hết trơn cô chú anh chị ơi. B27 cũng là mai chiến thủy lá lớn. Chiều cao là 57. Và tổng tàn em đo như vậy là được 58. Em đo tại vị trí này là được 43 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 50. B27 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 3,8 triệu hút chậu, bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cây đã già hết trơn cô chú anh chị ơi. Cụm gừng mai chiến thủy B29 B28 cụm gừng mai chiến thủy nha cô chú anh chị. Cây này rất là đẹp, rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Cây này mình trồng ở hòn nông bộ, mình ghép tiểu cảnh vô cũng được nữa nè. Cái chậu này nó bị nứt rồi nè cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 52. Tổng tàn anh đo như gì là 54. Liền bể hết. Dạ liền bể nha cô chú anh chị. Cây này clip trước em có quay rồi mà em bị bể cọc mà cô chú anh chị. Em kêu khách chuyển khoản cho em mà khách không chịu nè. Bên em á 2 triệu là em xin tiền cọc nha cô chú anh chị. Tổng tàn là 57 nha cô chú anh chị. Và em đo hết luôn cái bệ này là hết luôn cái bệ là được 71 à. Và B28 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 4,3 triệu gút chậu nha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hôm nay em về được 2 cây lộc vừng B29. Chiều cao là 35. Tổng tàn em đo như gì là được 33. Hình thú nha cô chú anh chị. Cho em đo tại vị trí này đi là được 41. Ở trên đây là được 20. Đường kính bầu là 28. B29 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,3 triệu ship chậu nha cô chú anh chị. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. B30 cây lộc vừng. Cây lộc vừng hình thú nha cô chú anh chị. Cuối clip lừa phải không anh? Chiều cao em đo như vậy là được 86. Tổng tàn em đo qua như vậy là được 97. Già cây hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Ở trên cái lưng của nó có một vết lũa nè. Ở đây nó có một mặt cắt, em đã chát keo và xử lý rồi nha cô chú anh chị. Em đo ở tại vị trí này là được 49. Chiều dài của con thú là 53. Đường kính bầu là 57. Và B30 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 7 triệu không chậu nha cô chú anh chị. B30 này cũng là mã để em kết thúc clip của ngày hôm nay. Hiện tại em đang ở ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0938 323 449 ạ. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ.